Rồi chào các bạn. Thì hôm nay mình lại tiếp tục chia sẻ với các bạn cách để chúng ta đấu cho nó chạy cái động cơ roulette không giỏi than, loại không cần cấp xung. Và mình sẽ chia sẻ với các bạn cách để chúng ta làm một cái đầu quạt hoàn thiện luôn, nó chạy hoàn chỉnh giống như là các cái quạt kia. Nhưng mà cái loại không cấp xung này thì nó có một cái nhược điểm, đó là chúng ta không chỉnh được tốc độ nha các bạn. Chúng ta không tăng giảm tốc độ được. Thì mình chưa mod được cái chuyện thay đổi tốc độ của nó ở cùng cái điện áp. Ví dụ như chúng ta thay đổi điện áp thì nó sẽ thay đổi tốc độ, thì chuyện đó là được. Còn khi mà chúng ta giữ nguyên điện áp mà chúng ta chỉnh tốc độ giống như các cái loại mạch có xung, các cái loại motor mà có cấp xung á, thì hiện giờ chưa mod được cái đó. Thì đây là con motor Brushless 24V tháo từ máy in nha các bạn. Con này là tháo từ máy in chứ không phải là máy photo. HB gì đó mình không nhớ rõ lắm. Thì con này hôm trước mình đã đục cái cốt của nó rồi. Con này nguyên bản của nó là cốt 8 ly, cho nên mình đã đục ra và gắn bằng cốt quạt vô luôn. Thì bo mạch riêng của nó vẫn còn đây nè các bạn. Đó. Thì đặc điểm của con này là chạy không cần phải cấp xung cho nó. Chúng ta chỉ cần đấu điện vào là nó chạy thôi. Thế thì đấu điện như thế nào? Thì ở đây mình sẽ hướng dẫn các bạn trên cái sơ đồ này luôn. Bất kỳ trên cái motor nào nó cũng sẽ có cái sơ đồ đấu dây các bạn. Đây. Vậy ở đây mạch này thì nó chỉ có 6 dây thôi các bạn. À 5 dây thôi, 5 dây. Nó gồm có dây VCC, VCC tức là tương đương với cái hàng chân này nè các bạn. Ở đây là chân số 1 nè. Nè, đánh dấu là 1 nè, thì qua đây là 5 nè, vậy thì tương đương với mỗi lỗ này là một chân 1 2 3 4 5. Thì chân đầu tiên là chân VCC, có nghĩa là chân cấp nguồn cho nó các bạn. Chân cấp nguồn. Chân FG này chúng ta bỏ, chúng ta không xài tới. Chân DEC, DEC, chân này có nghĩa là chúng ta phải cấp nguồn 5V cho nó thì để nó chạy. Chân ECC này chúng ta không sử dụng tới nó. Chân GND là chân mát, vậy chúng ta chỉ cần cấp nguồn dương vào đây, nguồn âm vào chân cuối cùng này và chân nguồn 5V vào chân giữa này thì motor này sẽ chạy các bạn. Thế thì để cấp nguồn 5V cho nó, chúng ta sẽ sử dụng một con 718 các bạn, con IC ổn áp. À 7805, xin lỗi các bạn. IC ổn áp 7805 để tạo nguồn 5V. Thì đối với IC ổn áp 7805 thì chúng ta lật ngửa lên như thế này để chúng ta đọc được cái số á, thì từ bên trái điểm qua sẽ là chân cấp nguồn vào. Nguồn vào thì phải trên 5V, ví dụ như là mình cấp 12V ok được. Chân ở giữa của nó là chân mát và chân bìa bên phải này là chân tạo ra nguồn 5V, ra 5V. Như vậy thì chân này chúng ta sẽ đấu chung với chân VCC của cái mạch này các bạn. Chân này đấu chung với chân mát của mạch này các bạn. Còn cái chân bên đây là mình sẽ đấu vào cái chân 5V của mạch. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành hàn vào trong cái mạch này và cho nó chạy luôn. Thì ở đây mình đã chuẩn bị sẵn cái đầu dây, mình hàn sẵn ra 3 cọng dây nè. Thì tại sao mình hàn sẵn ra 3 cọng dây để làm gì? Thì để một hồi nữa khi mà mình lắp vào trong cái đầu quạt đó các bạn, thì mình sẽ bắt cái này, con này trên cái đầu quạt luôn để nó tản nhiệt, nó có nóng thì nó sẽ truyền nhiệt ra bên cái đầu quạt luôn. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ hàn dây. Dây thứ nhất đó là dây VCC cung cấp cho nó, thì chúng ta sẽ hàn vào cái chân VCC này các bạn. Chân VCC tức là chân số 1, vậy mình sẽ chọc nó lên cái đường số 1 này rồi mình hàn dây ở đây. Đó, mình sẽ chọc nó lên cái đường số 1. Cái này do để cái máy quay trước mặt nó rất là cản các bạn, khó làm lắm các bạn. Bạn thông cảm nha. Rồi đại khái là các bạn cho cái chân in này nó vào chân số 1 ha, rồi bạn hàn dây lại. Rồi mình cũng là dây cấp nguồn đây luôn nha các bạn. Rồi dây giữa của con này là dây mát. Dây mát thì mình sẽ cấp vào cái chân, mình sẽ hàn chung vào cái chân GND nè các bạn. Đây, chân GND là chân 5 cuối cùng bên đây nè. Mình sẽ chọt cái này vào chân cuối cùng. Thank you.
Rồi, này là chân cuối cùng. Rồi cái chân L 5V này các bạn hàn vào cái chân DEC của trên mặt hang là chân số 3 hồi nãy đó. Đó với motor này. Chân DEC. Rồi, sau khi mình hàn 3 giây thì bây giờ mình sẽ tiến hành cấp nguồn cho nó. À, chân này mình hàn nó bị chập với chân số 4 rồi các bạn. Để mình nhả nó ra nha. Không chập nha các bạn, mấy chân kia mình bỏ nha. Rồi, thấy vậy nhưng mà nó hở rồi nè các bạn. Để mình cắt cái đầu bỏ nó nghiêng cái đầu qua thôi chứ không chập. Đó. Như vậy thì bây giờ mình sẽ cấp nguồn vào chân VCC và chân GND, hai dây âm dương. Đối với motor này thì các bạn khỏi cần cấp xung gì hết, là cấp điện vô là nó chạy thôi. Để mình hàn xong mình sẽ cấp điện vào cho các bạn xem. Rồi bây giờ nếu các bạn thấy ở trên cái mạch này mà nó vướng, nó khó hàn thì các bạn có thể phân ra con tụ này nè các bạn. Cứ con tụ lớn nhất này các bạn cấp chân dương chân âm cho nó, chính là nguồn 24V nè, hay là 12V nè. Vì vậy con tụ này thì ở bên bên này là bên không có sọc trắng nè, còn bên trong này là cái bên có sọc trắng nè. Thì có sọc trắng là chân âm, còn phía ngoài này là chân dương, thì các bạn có thể hàn chân dương âm ngay chỗ này luôn. Hoặc là chúng ta muốn hàn về bên này thì hàn tùy. Thì mình hàn ngay chân tụ luôn nè các bạn. Rồi mình sẽ hàn chân dương của chân âm vào trong ngay chân tụ này luôn. Thì sau khi hàn xong rồi các bạn, mình hàn hai chân đây, hai chân âm dương mình hàn vào hai chân của con tụ luôn nè ha. Chân ngoài là chân dương, chân trong là chân âm. Rồi 3 giây hồi nãy thì như mình đã chia sẻ với các bạn mình hàn rồi. Nhớ là chân số 3, số 4 là nó không có chập nha các bạn, không có chập chân nào nữa hết trơn nha. Rồi bây giờ mình sẽ cấp nguồn cho con này nó chạy thử cho các bạn xem nha. Đây mình để đỡ nó lên đây đi. Rồi thì mình sẽ cấp nguồn cho nó từ 12V trở lên thì nó mới chạy nha các bạn. Con này cấp đúng 12V nó cũng chạy. Thì mình sẽ cấp bằng cái nguồn đa năng 12V. Đó. Đây điện áp đầu vào đây các bạn, hai chân đầu vào nè, mình sẽ dùng kẹp mình đo luôn điện áp cho các bạn coi trên đồng hồ luôn nè. Đây 11.8, chưa được 12V nữa các bạn. Tuy nhiên con này nó có một cái nhược điểm là nó ăn dòng khá lớn so với cái motor kia nha các bạn. So với mấy cái motor mà mình test cho các bạn xem hôm trước đó thì con này nó ăn dòng lớn hơn. Hiện giờ chạy không tải như thế này thì nó đã là 1.4A rồi các bạn. Đây, để mình lấy cái máy cấp nguồn mình cấp cho các bạn coi nè.
11V9 hiện giờ nó đã là 1.4A nè các bạn. Đó. Như vậy thì nhược điểm của con này đó là nó ăn dòng cao hơn. Như vậy nó cao hơn khi mình sử dụng cái điều tốc kia các bạn. Mình sử dụng cái điều tốc xe đạp điện là nó ít ăn dòng thấp hơn con này. Hiện giờ con này mình chưa tải mà nó đã 1,4 rồi. Thì tuy nhiên nếu như chúng ta tiết kiệm, chúng ta không sử dụng điều tốc, vì sử dụng điều tốc thì chúng ta phải mua thêm cái điều tốc nữa thì nó sẽ tốn tiền. Vậy chúng ta có thể sử dụng con quạt này chúng ta chạy luôn. Dù sao thì nó vẫn ít, nó vẫn tiết kiệm điện hơn so với cái con quạt mà có chổi than, ví dụ như motor 775 thì nó sẽ ăn điện nhiều hơn con này rất là nhiều. Thì con này các bạn đóng cái trục quạt thì các bạn lấy trục kia ra, các bạn đóng cái trục quạt vào, các bạn thay thế thì ở phía sau này các bạn chừa bao nhiêu là vừa, thì các bạn có thể tự canh cũng được. Thì mình có cái phần bộ bộ quạt mà mình tháo ra nè các bạn. Thì đối với con này nếu như các bạn không muốn sử dụng cái muốn để luôn nguyên cái mạch này, chúng ta không muốn bỏ mạch thì chúng ta sẽ lắp như sau. Thì ở trên cái mạch này chúng ta thấy là trên cái này nó sẽ có ba cái lỗ nè các bạn, và cái phần này với cái phần này chúng ta để vô nó sẽ vừa luôn nè. Ở phía sau này thì mình bỏ đà bạc đạn nha các bạn, tại vì con này nếu canh bạc đạn nữa thì nó rất là khó canh, cho nên mình bỏ bạc đạn ra. Rồi thì cái này các bạn để vô cái phía sau này nè các bạn. Đây, khi các bạn để vô cái phía sau nè, các bạn lắp vô thì cái này nó vừa lọt vô khít luôn nè các bạn. Đó, nó lọt vô cái phần này khít luôn. Vậy chúng ta khoan ba cái lỗ, chúng ta canh chúng ta khoan ba cái lỗ để chúng ta bắt con ốc vô cho nó dính vô trong cái phần này luôn, dính vô ngay cho cái thằng thân của cái motor nè. Và cái đầu phía trên này nè các bạn cắt bỏ luôn, đúng ra là nó còn cái vòng tròn nữa, nó liền đây qua đây, giống như cái bên đây nó liền từ đây qua đây. Thì mình đã cắt bỏ cái này để cho mình đưa cái mạch vô cho nó không bị vướng rồi các bạn. Đây, mình bỏ cái này ra. Đó, các bạn đưa cái mạch vô vậy thì nó vừa khít luôn, nó không bị vướng và nó đồng tâm luôn. Thì nhiệm vụ của chúng ta bây giờ là chúng ta lấy ba con ốc, chúng ta siết vào trong ba cái lỗ này cho nó cứng vào trong này luôn. Thì chúng ta canh ba ốc ta siết lại thôi chứ không có gì. Ví dụ như đây, để mình lấy ba con ốc mình siết cái này luôn. Thì các bạn canh, các bạn xê dịch cho nó ngay rồi các bạn siết thôi. Cái này khoan lỗ thì các bạn tự canh sao cho nó ngay thôi chứ không có cách nào. Mình cũng chỉ làm thủ công thôi các bạn. Rồi, mình bắt hai con thôi. Ba con thì càng tốt các bạn, có ba con thì các bạn bắt ba con càng tốt. Như vậy lúc này cái đầu quạt nó đã cứng rồi các bạn, cái phần này nó đã dính vô đây, nó cứng ngắt luôn rồi nè. Đó, và chạy cũng rất là êm. Ở cái đầu phía trước này á, thì các bạn giữ nguyên cái bạc để cho nó đừng có rơ, vì cái đoạn cốt này nó dài, và nếu chúng ta không có sử dụng cái bạc này á, chúng ta lắp vào chúng ta chạy thì cái đầu này nó sẽ bị lắc. Chính là vậy cái đầu trước này các bạn giữ nguyên cái bạc đừng bỏ nha. Còn ở phía sau này các bạn cứ gắn cái bộ chuyển hướng vô bình thường, cái nhông chuyển hướng này, hay còn gọi là cái tuốc năng đó, thì các bạn cứ lắp vào bình thường. Để coi con này nó lắp ở đây. Chỗ này mình chia sẻ thêm là các bạn, chỗ này khi các bạn lắp vào có con ốc này thì nó sẽ bị vướng, cho nên cái này khi các bạn tháo ra các bạn mài bỏ bớt cái chỗ này, các bạn lấy kìm các bạn cắt bớt chỗ này cho nó trống ra, chứ nếu không thì để vô đây nó sẽ bị vướng con ốc. Thì mình cũng đã cắt ra rồi nè. Thì sau đó mình là lắp cái tuốc năng này bình thường thôi. Tuốc năng này các bạn lắp vào thì nó có ba con ốc, bạn canh cho nó ngay là ok thôi, không có gì. Rồi, mình lắp tạm hai con trước ha. Thì bây giờ các bạn quay thử, các bạn đè cái này xuống, các bạn đè cái tuốc năng này xuống, các bạn quay thử mà các bạn thấy cái phía sau phía dưới này nó quay là ok. Đó, các bạn thấy không, nó chuyển hướng được bình thường là ok. Còn nếu kỹ nữa thì các bạn mở cái nắp này ra các bạn coi. Đây, mình mở ra cho các bạn xem luôn.
Thì khi các bạn lắp vào thì cái phần trụ cái trục quạt á, làm sao nó phải lú ra được một khúc một đoạn như thế này để nó qua khỏi cái nhông này, các bạn thấy không? Đó, thì khi các bạn quay và các bạn thấy là nó sẽ bắt vào cái nhông khớp hoàn toàn như vậy là ok ha, không vấn đề gì. Còn nếu các bạn để mà nó cạn quá thì nó chỉ dính có chút xíu cái đầu nhông thì nó dễ bị mòn cái nhông của chúng ta. Đó, chúng ta canh cái phần này thì chúng ta canh cho nó chính xác tí xíu là được. Rồi sau đó chúng ta lắp cái phần này lại. Rồi bây giờ đối với cái con 7805 này, các bạn có thể hồi chúng ta lắp nó vào trên này hoặc là ở dưới này, chúng ta lắp chỗ nào chúng ta cảm thấy nó vừa không bị vướng là được, để cho nó vừa. Tiếp theo nữa là các bạn cắt cho mình một đoạn ống nhôm hoặc ống nhựa. Thì cái đoạn này chúng ta canh như thế nào để chúng ta cắt, thì các bạn lấy cái lóc quạt ra hồi nãy đó, thì các bạn đo đúng với chiều dài của cái lóc quạt chúng ta cắt. Để chi? Để hồi khi chúng ta gắn vào cái bộ quạt đó thì cái thanh ở dưới này, để mà khi nó quay nó chuyển hướng đó các bạn. Nếu như chúng ta không biết chúng ta làm nó dài hơn hoặc nó ngắn hơn thì cái quạt của chúng ta nó sẽ quay cái góc độ rất là khó chịu. Nó một là nó quay ra qua tuốt qua mấy anh kia, hai là nó quay ra tuốt mấy bên này, và thứ ba nữa là nó không quay được nếu như cái khoảng cách của cái này nè với cái trục của cái chiều của cái quạt ở dưới á, mà nó dài quá hoặc nó ngắn quá thì nó cũng không không quay được nha các bạn. Nó quay cũng không có đúng theo cái cự ly mà cái quạt nhà sản xuất người ta quy định. Vậy thì các bạn cố gắng cắt bốn cái đoạn này bằng với bốn cái đoạn mà bốn bằng với cái khoảng của cái quạt mà khi cái lóc quạt mà khi mình tháo ra đó. Rồi các bạn gắn nó vào đây. Thì đầu này thì các bạn cứ gắn vào bình thường thôi. Vì cái cốt quạt này nó hơi bị rít là do cái mình chưa có vô dầu nó, để mình vô miếng dầu cho nó. Thì dầu ở đây là các bạn sử dụng cái loại dầu máy may bình thường ha, loại dầu chịu nhiệt, dầu máy may á là ok. Bạn lắp vào cho nó trơn là được. Rồi bây giờ các bạn sẽ bỏ mấy cái ống này vô nè. Đó, rồi các bạn lắp nó vô. Thì các bạn cho con ốc nó vào, các bạn gá nhẹ ăn cái trước cho nó dính ở đây trước. Các bạn chỉ gá vào thôi, đừng có dặn nha. Rồi tiếp theo các bạn cứ bỏ hết bốn cái ống này vào, các bạn gá vào cho nó đỡ vô đó, rồi chúng ta hạ xiết lại. Bốn cái ống này các bạn cố gắng cắt nó càng đều càng tốt. Ở đây mình xỏ cái con 7805 này vào luôn đi các bạn. Để chi? Để chúng ta cho nó tản nhiệt đây luôn, có nghĩa là khi cái này con 7805 nó làm việc mà nó nóng á thì nó sẽ tản nhiệt trên cái quạt này luôn. Thường thì cái lỗ của con 7805 thì nó hơi chật, các bạn khoan nông ra tí xíu ha cho nó vừa với cái ốc. Rồi sau đó các bạn đút nó vào trong này, các bạn xiết lại. Chết mẹ, nó dính cái bo rồi. Rồi sau khi đã cho bốn con vào thì các bạn canh, các bạn siết cho nó đều lại. Thì nhớ là cho nó bốn cái này cho nó đều, nó cân thì cái tâm quạt nó chạy nó mới ok được nha các bạn, nó không rít. Gá cho nó vừa cứng vào trước. Rồi các bạn thấy hiện giờ nó rất là bóp nè, thì các bạn cứ dùng một vít các bạn gõ nhẹ ăn nhẹ cái các bạn quay đó. Gõ lên hoặc gõ xuống như thế nào đó, chúng ta gõ nhẹ nhẹ thôi, chúng ta gõ rồi chúng ta quay thử, chúng ta thấy nó trơn là ok. Ta quay mà chúng ta thấy buông ra nó còn cái trớn nó chạy được, à, nó trơn rồi đó các bạn, là ok. Các bạn siết thì nhớ siết đối xứng ha.
xiết con bên này với con bên kia đối xứng. Rồi, cái bài kiểm tra kỹ lời coi nói ok chưa? Cũng trơn nhưng mà còn chưa được trơn lắm. Rồi, coi như là ok. Các bạn thấy là nó không sụt xịt gì luôn nè. Hơi nặng các bạn ha. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ cấp điện thử lại nè. Đó. Và các bạn thấy nhông chuyển hướng phía sau chạy cũng rất là ok nè, điều rang không có bị gì nữa, chúng ta đè thử lại nè. Đó, nó chạy vẫn ok. Không vấn đề gì. Còn nếu các bạn đè lại mà các bạn thấy nó bị tuột, nó bị giật thì các bạn canh cái tuốt năng này, các bạn kéo qua cái bên này cho nó sát vào cái cốt quạt chút. Rồi như vậy thì như vậy là chúng ta đã hoàn chỉnh rồi các bạn. Thì cái này nó có một cái nhược điểm, đó là cái bo này nó cao, khi các bạn chụp cái đuôi vào thì nó sẽ không không vừa khít được cái đuôi được. Đó, đó là cái nhược điểm lớn nhất của nó. Nó xấu, nó không được đẹp, giống như là cái mà mình bỏ cái bo đi mình xài cái bộ điều tốc. Thì một cái nhược điểm thứ hai nữa là con này nếu như bình ắc quy mà dưới 12V thì nó cũng không chạy được nha các bạn. Tức là ví dụ như 11V mấy thì được, 11V 9, 11V mấy thì được, nhưng mà thấp quá thì nó không chạy được nha các bạn. Đây mình sẽ thử cho các bạn xem nè. Hiện giờ cái bo nè. Đây là 11V 9 nè các bạn thấy không? Bây giờ mình hạ xuống chút nè. Đó, 11V 7 là nó ngắt liền. Mà cái bình ắc quy của mình khi cạn thì nó có thể tới 10V 8 lần các bạn. Như vậy thì con này chỉ vừa hạ xuống chút là nó ngắt, đó là cái nhược điểm lớn của nó. Thì mình tăng lên nè, đó 11V 8 là bắt đầu, 11V 9 là bắt đầu nó chạy. Và nó ăn dòng cũng chỉ khoảng 1.3-1.4A thôi. Đó, 12V nè. Rồi, con này maximum các bạn chạy có thể nó lên tới 17-18V, 24V ok, không vấn đề gì. Tại vì bản thân gốc của con này là nó chạy tới 24V. Và ở cái tốc độ này các bạn thấy nó chạy rất là nhanh. Mình sẽ đo thử tốc độ cho các bạn coi. Vậy thì con này các bạn chỉ có thể tăng giảm tốc độ bằng cách thay đổi điện áp của nó. Nhưng mà mình nghĩ là ở tốc độ 12V này là nó đã vừa rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ dán cái miếng giấy vào trong này và mình đo thử tốc độ của con này coi nó chạy như thế nào. Thì motor này mình cũng nói lại là motor này là tháo từ máy in HP, nhưng mà mình không nhớ cái model của máy in, vì mình mấy con này thường là đi mua đồng nát thôi các bạn, ve chai á, cho nên mình cũng không nhớ rõ là mình người ta gỡ trên máy in gì. Rồi bây giờ mình sẽ dán cái miếng giấy vào và mình sẽ đo thử tốc độ của nó. Bây giờ ở thứ nhất là ở điện áp 12V, mình sẽ canh đúng 12V mình đo thử. Rồi bây giờ là đúng 12V, ăn dòng 1.32. giờ mình sẽ đo thử cái tốc độ của nó chạy là bao nhiêu. Khá cao các bạn, khoảng 2.900 lần các bạn nè. Mình để lại cho các bạn xem nha. Thì ở tốc độ này gắn cánh vô nó chạy cũng nhanh lắm các bạn. Đây. Giấy dán ở đâu rồi không thấy. Đây các bạn. Đó. Con này khó đo quá nhỉ. Đây. Khoảng 2.900 các bạn nhé.
Và khi chúng ta để nguyên cái bạc đầu như thế này thì chúng ta thấy nó chạy rất là im nè các bạn, nó không bị quơ. Đó. Mình đo lại cho các bạn coi nè. Đó, khoảng 2800, 2900. Bây giờ mình sẽ tăng lên, ví dụ như điện áp đầy của các quy sẽ là 12V6. Đó, mình sẽ đo ở 12V6 cho các bạn coi cái tốc độ nó là bao nhiêu nha. Khoảng 3200 các bạn, 3100, 3200 đó. Khoảng 3200 vòng phút. Còn nếu như điện áp ta tăng lên nữa, ví dụ như mình để ở 15V. Các bạn nghe tiếng rít của động cơ thì các bạn thấy nó nhanh này ha. Đó, nó lên tới 4300 nè các bạn. Lên tới 4300 nè. Quạt chạy thì mình không thể để ở tốc độ này được các bạn, nó nhanh lắm. Bây giờ mình sẽ tắt và mình sẽ tiến hành lắp cánh vào cho các bạn xem. Thì để lắp cái cánh được thì các bạn có cái phe gài của cái trục quạt đó, các bạn giữ cái phe lại, các bạn bấm cái phe vô ha, cho cái cánh quạt nó không bị tuột. Rồi. Rồi, thì ở đây mình sẽ lắp cánh 40, cánh này là cánh 45 hay gì nè các bạn, cánh dài nhất á, 45 hay 40 gì đó, chắc là 40, để không cho mình đo kỹ là được. Cánh này không phải là cánh 40 đâu, nó là cánh 45. Dù thước này là 20, cánh này là cánh 45 nha các bạn, thước này có 20 thôi, đó, tâm nè. Vậy là thước này, cánh này là cánh 45. Thì ba lá 45, bây giờ mình sẽ để đây mình lắp cái, mình tăng tốc lên là mình chỉnh cái ấy để nhiệt độ cái điện áp nó lên nè. Rồi, mình để ở 12 bên đúng rồi các bạn. 11 bên 9. Đó, các bạn thấy nó chạy ghê không? Và hiện giờ thì nó ăn dòng cũng khá là cao các bạn, 1.8. 1.86 A. Cái cánh nó để ngay đây nó quơ, mình không dám cầm cái này lên. Đây. 1.86 A. Thì các bạn nhân lên cho 12, 12 nhân 2 thì ra 24, con này khoảng 20W các bạn. Thì nếu như chúng ta so với cái bộ điều tốc hôm trước chúng ta xài thì con kia nó ăn dòng thấp hơn cái này các bạn. Cái này thì nó ăn dòng hơi cao. Đó, tuy nhiên là được cái là mình không cần phải bộ điều tốc gì hết, chúng ta xài vẫn được. Rẻ tiền, con motor này mua chỉ có mấy chục ngàn thôi các bạn. Đó, mình để ở đúng 12V thì nó ăn dòng 1.86 A các bạn, đúng 12V. Tuy nhiên là con này chạy tốc độ cũng khá cao nha các bạn. Con này mình cầm ở đây mình không dám test, sợ nó chém vô cái tay quá, không đo được. Để mình xoay qua mấy anh này mình đo lại cái. Mình không quay cái máy qua để mình đo được, các bạn đo chiều này thì nó không, cái ấy nó không chính xác. Nhưng mà ở tốc độ này mình thấy nó khá cao các bạn, nó không thua gì quạt điện ở đây các bạn. Ở tốc độ này là bằng với quạt điện đó. Chạy rất là nhanh. Do cái cánh nó quơ không dám thử, không dám đo. Mình đo lại thử cái chiều này coi. Khoảng 1240 vòng các bạn. Đây. Đó, 1240 vòng. Thì ở tốc độ này cũng là cao rồi các bạn.
chứ không phải thấp đâu. Đối với con quạt điện thì nó cũng chạy ở cái tốc độ khoảng ngàn mấy thôi chứ không cao hơn. Rồi thì mình chia sẻ với các bạn cách chúng ta làm một cái trục quạt, một cái đầu quạt như thế này, vừa ngon, bổ, rẻ, ít tốn tiền. Cái này chỉ có vài chục ngàn thôi, đặc biệt là các bạn nào xài điện mặt trời thì chúng ta dùng cái quạt này là quá ok. Tuy nhiên nó có một cái nhược điểm, đó là nó không được đẹp, nó thẩm mỹ nó không cao thôi. Còn lại là các đầu này là ok hết. À, mình chia sẻ thêm với các bạn một cái nữa là gì, nếu như cái quạt này mà chúng ta làm nó không trơn được á, thì các bạn nhả bốn con ốc này nhẹ ra chút, đừng siết cứng quá ha. Vì chúng ta siết cứng quá có khi nó không có ngay tâm á, thì nó sẽ bị lệch á, thì nó sẽ cứng hơn. Và bây giờ thí dụ như mình nhả ra chút, các bạn thấy nó nhẹ rồi nè, đó mình quay cái mình buông ra là nó quay dù dù rồi nè, đó, nhẹ hơn hồi nãy. Và khi nó nhẹ hơn thì đương nhiên nó ăn dòng cũng sẽ thấp hơn các bạn. Nhẹ hơn thì nó chạy cũng ăn dòng cũng sẽ thấp hơn, tốc độ của nó nhanh hơn. Đó. Con này mà các bạn để chế quạt này, mình cho nó chạy maximum 24V luôn nè các bạn. Hiện giờ cái nguồn của mình là 21V nha. 21V. Thì mình đo thử coi nó ăn giờ nó chạy tốc độ là bao nhiêu. Chiều này thì mình phải đo chiều này. À, tốc độ này nó chạy khoảng 8.000 mấy vòng lên các bạn. Nè. Đó, 8.800 vòng một phút, 878 vòng. Ở tốc độ này nó chạy khá cao các bạn, ở cái điện áp này 8.800 mấy. Đó. Đây là không tải ở cái 21V nha các bạn. Tuy nhiên mình nói thêm cái nhược điểm của cái bo mạch này đó là gì, đây nó xài ba con phét rất là nhỏ nha các bạn. Nếu như các bạn để mà nó chạy nặng quá thì nó sẽ bị chết ba con phét này nha. À, cái bo này thường thì nó chạy tải không có cao, nó không có chịu dòng cao được. Ba con phét này thì nó nhỏ thôi, cho nên nếu chúng ta chạy cánh lớn mà chúng ta chạy nặng quá, tải nặng quá thì ba con phét này lâu ngày nó sẽ bị chết. Đó là cái nhược điểm của nó. Rồi thì mình vừa chia sẻ với các bạn cách chúng ta đấu làm sao để cho cái motor loại này nó chạy được, và cái thứ hai nữa là lắp vào cái đầu quạt như thế nào sao cho nó ổn định và nó im. Đó, ví dụ như đây mình lắp cái mình xe cái mình chạy buông ra là nó quay mấy vòng luôn rồi các bạn thấy không. Đó, nó trơn như thế này thì nó chạy rất là ok. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh. Các bạn nhớ bấm đăng ký kênh và bấm theo dõi giúp cho mình ha, để mình có nhiều cái động lực. Mỗi lần mở lên mà thấy các bạn đăng ký mới, có nhiều bạn đăng ký thêm thì đó là một cái động lực rất lớn để cho mình làm thêm nhiều cái video khác. Rồi, chúc các bạn thành công.